Mới đây, trên website của công ty đấu giá Thượng Hải Dương Minh Phách Mại Hữu Hạn có đăng tải thông tin vào 9 giờ 30 phút ngày 2 tháng 4 năm 2023 tại khách sạn Majesty Plaza Thượng Hải diễn ra phiên đấu giá với tên gọi Giấy cũ phồn hoa, lịch sử văn hiến và bằng sắc trăm năm. Hiện vật đấu giá là 672 món đồ bằng giấy, trong đó có đạo sắc có khả năng là hiện vật gốc nguồn gốc của Việt Nam, bao gồm sắc phong đã có tại xã Dị Nậu, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Ông Hán Bình Lương, Ủy viên Ban Quản lý Di tích Đền Quốc tế xã Dị Nậu, huyện Tam Nông, Phú Thọ cho biết, khi hay tin sắc phong của Đền Quốc tế được giao bán tại Trung Quốc, các bậc cao niên trong làng rất sốt ruột và lo lắng. Ban Quản lý Di tích cùng các bậc cao niên đã lập tức họp bàn với Ủy ban Nhân dân xã để xã có văn bản trình các cơ quan cấp trên trợ giúp tìm phương án đưa sắc phong trở về. Thông tin thêm về các di sản bị mất, ông Lương cho biết, Đền Quốc tế xã Dị Nậu thờ Cao Sơn Đại Vương và Điện Nam thờ Quý Minh Đại Vương. Ngoài ra, bốn ngôi đền ở bốn phía Đông Tây Nam Bắc còn thờ các vị tướng tài thời Hùng Vương. Đền quốc tế vì vậy có lịch sử lâu đời, được nhận 40 sắc phong và nhiều mỹ tự của nhà vua các triều đại, trải dài theo dòng lịch sử từ triều Lê đến triều Nguyễn. Sắc phong cổ nhất được nhà vua niên hiệu Phúc Thái, niên đại Lê Chân Tông ban cho Thánh Cao Sơn vào năm 1645. Ngôi đền được nhà nước xếp hạng di tích cấp quốc gia vào năm 1992. Hiểu được ý nghĩa và giá trị vô giá của sắc phong, nhân dân làng Dị Nậu bao đời nay đã gìn giữ, lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Tuy nhiên, vào tháng 5 năm 2021, kẻ gian đã lợi dụng thời điểm các lực lượng tập trung cho một sự kiện quan trọng của địa phương, đã dùng xà beng phá khóa và phá két sắt, lấy đi 40 sắc phong. Đại diện của các ban ngành của xã cùng người dân thời gian qua đã luôn tìm kiếm thông tin về vụ trộm, nhiều người thậm chí sẵn sàng đóng góp tinh thần, vật chất để đưa sắc phong trở về. Cách cửa khẩu Móng Cái 30 km về hướng Bắc, thành phố Đông Hưng, Trung Quốc hiện ra với những dãy nhà cao tầng, trung tâm thương mại sầm uất. Ở đây, vùng làng chài Tam Đảo là nơi sinh sống duy nhất của bộ tộc Kinh và hàng ngày họ vẫn dùng tiếng Việt giao tiếp. Con em được giáo dục thông qua những cuốn sách giáo khoa bằng ngôn ngữ mẹ đẻ. Theo gia phả ghi lại, vào khoảng thế kỷ thứ 17, một bộ phận người Việt từ Đồ Sơn, Hải Phòng đã sang Tam Đảo, Trung Quốc định cư và hành nghề chài biển. Thời đó, chữ Quốc ngữ chưa ra đời nên tất cả sổ sách chữ viết là chữ Nôm. Ban đầu vùng đất này có 3 thôn là Vạn Vĩ, Mu Đầu và Sơn Tâm, chưa đầy 100 người với 12 dòng họ Tô, Đỗ, Nguyễn, Vũ, Hoàng, Bùi, Cao, Ngô, La, Cung, Khổng và Lương. Sau này nhờ sự bù đắp của phù sa nên ba hòn đảo đã hợp nhất thành đất liền và phát triển thêm một số thôn xóm khác. Thế nhưng cái tên Tam Đảo vẫn còn giữ nguyên vẹn. Đồng thời bộ tộc có nguồn gốc Việt Nam được ghi nhận là tộc Kinh cùng 56 dân tộc khác của Trung Hoa. Trải qua 500 năm, Tam Đảo hiện nay ước tính có gần 20.000 người gốc Việt Nam thuộc thế hệ thứ 9, thứ 10. Mặc dù đã không còn mối liên hệ với gốc khác tại Việt Nam, thế nhưng họ vẫn luôn giữ gìn bản sắc ngôn ngữ mẹ đẻ thông qua việc sử dụng hàng ngày. Bên cạnh ngôn ngữ, tộc Kinh ở Trung Quốc vẫn giữ gìn đầy đủ văn hóa lễ Tết của Việt Nam. Đặc biệt là với ngư dân, ngày 6 tháng 9 hàng năm luôn là lễ hội lớn nhất để người dân cầu mưa thuận gió hòa. Bà Tô Tiết, một người dân ở đây cho biết, hàng xóm ở đây chủ yếu là người Kinh, từ 12 đến 17 tuổi thì có thể nói tiếng Việt. Mặc dù đã không trở về quê hương, nhưng ai cũng có ý thức giữ nguyên văn hóa bản địa. Từ nhỏ, bà tiếp xúc với đàn bầu cổ, sáo trúc và hát các làn điệu dân tộc. Cứ vào ngày cầu Hải Long Vương, bà sẽ đảm nhiệm đàn hát. Ba đảo làm lễ 3 ngày khác nhau, giúp dân làng đổ về đó chung vui và cầu may. Tam Đảo hiện nay là nơi duy nhất còn sử dụng tiếng Việt, thậm chí trên các biển báo giao thông vẫn còn đề chữ quốc ngữ cho người dân sử dụng. Sầu riêng tươi Đông Nam Á đang rất được ưa chuộng tại Trung Quốc. Hiện đã có Thái Lan, Việt Nam và Philippines được cấp phép xuất khẩu mặt hàng này sang thị trường tỷ dân. Tuy nhiên, cuộc đua sầu riêng đang thêm phần khốc liệt khi những người nông dân ở tỉnh Hải Nam Trung Quốc sắp thu hoạch vụ sầu riêng đầu tiên vào tháng 6 tới. Đối với những người nghiện sầu riêng ở Trung Quốc, giá cả loại quả này luôn được quan tâm. Bởi để mua một quả sầu riêng, họ phải bỏ ra hàng trăm nhân dân tệ. Tuy nhiên, cùng với việc Trung Quốc mở rộng thị trường nhập khẩu và sầu riêng nội địa sắp có mặt trên thị trường, việc hiện thực hóa ăn sầu riêng thả ga có thể không còn là chuyện xa vời đối với người Trung Quốc. Truyền thông nước này dẫn lời những người trong ngành cho biết, diện tích trồng sầu riêng ở Hải Nam hiện đã đạt hơn 25.000 mẫu, tương đương 16,7 km2 và 50 tấn sầu riêng tươi dự kiến sẽ được tung ra thị trường vào tháng 6 tới. Năm 2024, sầu riêng Hải Nam sẽ được cung cấp số lượng lớn ra thị trường trong nước với sản lượng hàng năm từ 45.000 tới 75.000 tấn và sẽ tiếp tục tăng dần. Sầu riêng hiện là loại trái cây tươi nhập khẩu nhiều nhất ở Trung Quốc. Theo số liệu của nước này, Trung Quốc nhập khẩu 825.000 tấn sầu riêng tươi trong năm 2022, đạt hơn 4 tỷ đô la Mỹ.
Với việc sầu riêng Hải Nam sắp có mặt trên thị trường, có thể nói Trung Quốc đã đi những bước đầu tiên trong việc nội địa hóa hoa quả này. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, nước này vẫn gặp không ít trở ngại trong quá trình mở rộng sản xuất. Sầu riêng là loại cây khó tính, do vậy trên thực tế, nó mới chỉ trồng được ở một số khu vực của tỉnh Hải Nam, chứ chưa phải là toàn tỉnh. Hơn nữa, Trung Quốc hiện vẫn phải phụ thuộc vào cây giống nhập khẩu từ các nước Đông Nam Á. Mặc dù sầu riêng chưa thể trồng rộng rãi để được bán với giá bình dân như nho sữa ở Trung Quốc, nhưng cùng với việc từng bước nội địa hóa và cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các nước Thái Lan, Việt Nam, Philippines và Malaysia, người tiêu dùng Trung Quốc sẽ được hưởng lợi và việc giá loại quả vô này ở đất nước tỷ dân giảm, thậm chí là dưới 30 tệ 1 kg như hiện nay là điều có thể lường trước được. Nhiều ngày gần đây, dân tình trên mạng xã hội không ngừng xôn xao bàn tán về xe nước mía của cô gái Việt bán tại Hàn Quốc. Theo đoạn video được chia sẻ, nhiều người không khỏi bất ngờ khi xe nước mía thu hút một lượng khách đông nghịt, xếp hàng chờ mua, khiến người bán không kịp dọn bã. Chủ đoạn clip tiết lộ thêm thông tin giật mình, chỉ 2 ngày mà bán hết 900 cân mía. Như vậy, tính sơ qua, một ngày, chủ nhân của xe nước mía có thể bán được khoảng 3.000 cốc. Tổng số tiền thu được tương đương khoảng 250 triệu đồng. Chủ nhân của xe nước mía đó là chị Huỳnh Trơn Phương, sinh năm 1991, quê ở Cà Mau, đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc. Bà chủ này tâm sự, trong lòng tôi cảm thấy tự hào và tràn đầy hạnh phúc khi mang được nét ẩm thực Việt Nam giới thiệu đến nhiều người Hàn Quốc, cũng như bạn bè đến từ các nước khác. Họ cũng sẽ biết thêm về một loại thức uống thơm ngon của Việt Nam. Một ly nước mía tại Hàn Quốc có giá 5.000 won, tương đương khoảng 90.000 đồng một ly, cao hơn nhiều lần so với mức giá 10.000 đồng một cốc tại Việt Nam. Nhiều người giải thích đây cũng là điều dễ hiểu vì mức chi phí sinh hoạt ở Hàn Quốc cao nên giá cả cao hơn. Thêm nữa, mía không phải là cây trồng ở xứ lạnh mà phải nhập về Hàn thì mới có thể có nguyên liệu để bán. Không chỉ tại Hàn Quốc, cách đây 3 năm, cộng đồng mạng quốc tế từng chia sẻ thông tin về những cây mía ngon nhất từ Tây Ninh đã được vận chuyển và cấp đông trực tiếp từ Việt Nam sang Pháp để phục vụ uống tại chỗ. Có nhiều quán ăn ở thủ đô Paris đã bán nước mía Việt Nam. Đầu mối cho những cây mía ngon nhất từ vùng Tây Ninh mang sang Pháp là ông Christopher Luger, tổng giám đốc của một công ty tại Pháp. Người này còn mang theo cả chiếc máy ép mía huyền thoại của Việt Nam để tạo ra đồ uống được nhiều người châu Âu yêu thích. Ngoài châu Âu, nước mía Việt Nam còn được bán tại Mỹ. Tại các cửa hàng của người Việt ở Mỹ, giá một ly nước mía Long An ép nguyên chất là 5 đô la Mỹ, tương đương khoảng 115.000 đồng. Tại Nhật Bản, những địa điểm bán nước mía ép cũng xuất hiện ngày càng nhiều hơn. Loại nước ép thơm ngon này là do một du học sinh người Việt cung cấp với giá tương đương khoảng 60.000 đồng một ly. Trên thực tế, nước mía cũng là đồ uống được yêu thích tại nhiều quốc gia trên thế giới. Chẳng hạn như tại Ấn Độ, nước mía được ưa chuộng và phổ biến ở nhiều bang, có thể được tìm thấy quanh năm ở các thành phố lớn như Mumbai hay Maharashtra. Đáng chú ý, nước mía ở Ấn Độ có giá rất rẻ, tương đương chỉ khoảng 3-6.000 đồng một ly. Còn tại Philippines, giá một ly nước mía ép là 110 PHP, xấp xỉ khoảng 52.000 đồng một ly. Còn tại Trung Quốc, giá nước mía ép mềm hơn, từ 5-8 nhân dân tệ một ly, tương đương khoảng 18-30.000 đồng. Tại Singapore, nước mía từ lâu đã là loại thức uống đặc trưng của người dân đất nước này, với mức giá phải chăng, tương đương khoảng 20.000 đồng một ly.